Tự động đuổi xe bồn nhá. Mọi người xem. Chạy á? Chạy quá đi. Ok. Nó đang điên rồi. Nhanh nữa này. Thế nhảy. Hoàn chỉnh yên của anh 14C2585. Cảnh sát trật tự đang quay anh xe bán tải. Quá đẹp. Trước mặt anh là một anh kia sợ anh lại lùm lại vào. Mày cứ dừng là bố bình thường. Dừng là nó quá vui. Ai nói em mà nó thôi cố gắng bám được xem nhá. Đâu quay nhớ là gì mạng yếu thì quay theo được. Được. Anh kia xuống hết cả 1 mét rồi. Anh cứ lên đi là
mắt rồi. Sùi con mép rồi. À, nó đang ông ở sau đang gọi người. Ai đi đi. Ai làm có như là cho được đủ cáo rồi nó mới còn chơi bên trong thôi. Xe nó có hàng đâu, chả có cái gì cả. Cơ động thì làm sao được phép dừng xe của người ta. Ôi trời ơi. Đường ta đây càng đẹp nữa nào. Chết rồi bố mà chết cùng. Phát từ sau được. Bây giờ nói rằng đến cái mức này là nó phải chạy rồi. Tại vì chỗ này cũng vậy thôi.
Anh công an nó bỏ qua.